Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, Hán dịch Sa Môn Thật Xoa Nan Đà, Việt dịch Tỳ Kheo Thích Minh Định, Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải. Quyển 12, Phẩm Danh Hiệu Như Lai thứ 7. Giảng giải: Mười phương ba đời tất cả chư Phật, mỗi vị Phật đều có một vạn danh hiệu, nhưng vì sức trí nhớ của chúng sinh yếu kém, cho nên chư Phật từ bi mới quyết định từ một vạn danh hiệu mà giảm xuống còn 1.000 danh hiệu. Trải qua bao nhiêu kiếp thì trí nhớ của chúng sinh càng ngày càng giảm, 1.000 danh hiệu cũng nhớ chẳng rõ ràng. Chư Phật lại thương xót chúng sinh mới giảm từ 1.000 danh hiệu xuống còn 100. Lại qua thời gian lâu dài, chúng sinh vẫn cảm thấy quá nhiều, về sau lại giảm xuống còn 10. Từ đó về sau, mỗi vị Phật đều có 10 danh hiệu. Những gì là 10? Một, Như Lai, Như là thừa đạo như thật, Lai là lai thành chánh giác, nghĩa là thừa đạo như thật, lai thành chánh giác. Trong Kinh Kim Cang có nói: Như Lai giả, vô sở tùng lai, diệu vô sở khứ, nghĩa là bậc Như Lai chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu. Và nữa, Như là bổn thể của lý, Lai là danh tướng của sự, nghĩa là lý sự chẳng hai. Về tông chỉ căn bản thì lý sự hòa hợp, lý sự vô ngại, đó là Như Lai. Hai, ứng cúng. Phật xứng đáng thọ nhận trời người cúng dường, xứng đáng thọ nhận sự cung kính của người thế gian, cho nên gọi là ứng cúng. Ba, chánh biến trì. Phật chẳng có gì mà chẳng biết, vô sở bất trì, chẳng có gì mà không thấy, vô sở bất kiến. Lý của Phật nói pháp là chánh quyết, trí huệ quang minh khắp hết thảy, cho nên gọi là chánh biến trì. 4. Minh hạnh túc. Phật chẳng sinh đủ thứ tầm phiền não, đây là minh túc, nghĩa là thiên nhãn minh biết tất cả pháp đời hiện tại, túc mạng minh biết tất cả pháp đời quá khứ, lậu tận minh biết tất cả đời vị lai. Phật tu lục độ vạn hạnh là hạnh túc, cho nên hợp lại gọi là minh hạnh túc. 5. Thiện thệ thế gian dài. Thiện thệ tức là đi đến nơi trần thiện mỹ, tức cũng là bên kia niết bàn chẳng sinh chẳng diệt. Thế gian dài là Phật hoàn toàn thấu hiểu trí huệ của hữu tình và vô tình thế gian. 6. Vô thượng sĩ. Trí huệ của Phật cao hơn hết, chẳng có gì sánh bằng. Phật đã tu chứng địa vị tột cùng, chẳng còn địa vị gì có thể chứng nữa, cho nên gọi là vô thượng sĩ. 7. Điều ngự trượng phu. Phật dùng đức để hóa độ là điều, dùng uy để chế phục là ngự. Phật là đại trượng phu điều ngự chúng sinh ba cõi. 8. Thiên nhân sư. Phật là đại đạo sư của trời người. Sư là pháp tắc mô phạm, nói năm thừa giáo lý, lợi ích chúng sinh, khai đạo chúng sinh. 9. Phật. Đây là nửa chữ phạn, nói đầy đủ là Phật Đà Gia, anh văn dịch là bất đại gia. Cũng có thể nói là cũng chẳng lớn, cũng chẳng nhỏ. Do đó, chẳng lớn, chẳng nhỏ, không đến, không đi, hạt bụi thế giới, đại sen chiếu nhau. Phật cũng chẳng lớn, có thể, nơi đầu sợi lông hiện cõi bảo vương, ngồi trong hạt bụi, chuyển bánh xe pháp. Có thể ở đầu một sợi lông hiện ra một đại thế giới, đây là cảnh giới trong nhỏ hiện lớn. Phật cũng chẳng nhỏ, có thể ở trong một hạt bụi dung nạp 3.000 đại thiên thế giới, đem 10 phương thế giới vào trong một hạt bụi, đây là cảnh giới trong lớn hiện nhỏ. Phật có thể trong nhỏ hiện lớn, trong lớn hiện nhỏ, nhỏ lớn vô ngại, cho nên nói là không lớn không nhỏ. Phật đi về đâu? Phật chẳng có đi về đâu. Phật từ đâu đến? Phật cũng chẳng từ đâu đến. Tại sao chẳng đến chẳng đi? Vì pháp thân của Phật tận hư không biến pháp giới, vô tại vô bất tại. Trong thế giới quang minh của chư Phật, nhiều như số hạt bụi thế giới hài cùng chiếu với nhau, chẳng có chướng ngại. Quang minh của Phật này chiếu soi thế giới kia, quang minh của Phật kia chiếu soi thế giới này, phóng quang với nhau, chiếu khắp pháp giới, cho nên gọi là đại sen chiếu nhau. Cũng có thể nói là nhiều, cũng có thể nói là một. Một nhiều không hai, một nhiều vô ngại, lớn nhỏ vô ngại. Đó đây vô ngại, đủ thứ vô ngại. Đây là cảnh giới của Phật, có tác dụng không thể nghĩ bàn. Phật có ba ý nghĩa. Phật dịch là giác. Một, tự giác. Hai, giác tha. Ba, giác mãn.
Phàm phu thì chẳng giác, hàng nhị thừa thì tự giác, Bồ Tát thì giác tha, Phật là giác mãn. Một tự giác, bất cứ làm việc gì, đều hồi quang phản chiếu, cầu đức chính bình, có tinh thần phản tỉnh. Nói cách khác, nghĩa là mình chẳng hồ đồ, chẳng hồ đồ tức là minh bạch thật sự, minh bạch thật sự thì lợi ích chúng sinh. Hai, giác tha, nghĩa là có ích lợi cho mình và có ích lợi cho kẻ khác, đó là tư tưởng tự lợi lợi tha. Ba, giác mãn, trong quá khứ Phật đã từng làm nai chúa, tuy làm nai chúa nhưng cảm hóa được ông vua cải ác hướng thiện, phát bồ đề tâm. Khi Phật ở tại nhân địa thì phát nguyện đời đời kiếp kiếp đều muốn lợi ích chúng sinh, tự giác viên mãn, đó là giác hạnh viên mãn. Do đó có câu ba giác viên vạn đức đầy nên gọi là Phật. 10. Thế tôn, Phật là bậc tôn kính của thế gian và xuất thế gian. Xuất là ra khỏi ba cõi, Phật là người được chư thiên và nhân loại tôn kính nhất. Chúng ta muốn học Phật thì trước hết phải lợi ích chúng sinh, không thể chỉ có lợi ích chính mình. Hiện nay người thế gian điên điên đảo đảo, trách nhiệm của chúng ta người tu đạo là phải khai đạo họ, lãnh đạo họ, giúp cho họ đi trên con đường chân chánh, đừng rơi vào đường tà. Đó là công việc tự giác giác tha, tu nhiều rồi thì sẽ viên mãn. Do đó có câu mài sắt thành kim, công đáo tự nhiên thành. Phẩm này là phẩm thứ 7 trong Kinh Hoa Nghiêm, cho nên gọi là phẩm danh hiệu Như Lai thứ 7. 6 phẩm trước, Bồ Tát Phổ Hiền ở tại Bồ Đề Đạo Tràng, nương thần lực của Phật mà diễn nói. Bây giờ phẩm thứ 7, Bồ Tát Văn Thù ở tại Điện Phổ Quang Minh, nương thần lực của Phật mà diễn nói. Hội thứ nhất nói 6 phẩm, hội thứ hai cũng nói 6 phẩm. Bây giờ bắt đầu hội thứ hai. Những gì ở trước nói là sinh tín phần, dạy người minh bạch nhân quả. Bây giờ phẩm này nói về tu nhân khế quả sinh giải phần, tại nhân địa tu hành nhất định sẽ đắc được quả vị viên mãn, tức cũng là trồng nhân gì thì được quả đó, trồng nhân bồ đề thì sẽ kết quả Phật, cho nên gọi là tu nhân khế quả sinh giải phần. Kinh văn, bây giờ Đức Thế Tôn ở tại nước Ma Kiệt Đề, trong A Lan Nhã Pháp Bồ Đề Tràng, ban đầu thành chánh giác. Lúc đó Đức Thế Tôn ở nước Ma Kiệt Đề, trong A Lan Nhã, tịch tĩnh xứ, dưới cội bồ đề trên tòa kim cang, ban đầu thành chánh giác. Lúc Phật ở tại núi tuyết, núi Hy Mã Lạp Sơn tôi khổ hạnh, thì mỗi ngày chỉ ăn một hạt mè. Năm anh em Kiều Trần Như cùng tu với Ngài, trong đó có ba người cho rằng sự tu khổ hạnh như thế chịu chẳng được, bèn bỏ đi đến vườn Lộc Uyển tu đạo. Phật tu khổ hạnh 6 năm ở tại núi tuyết nhưng vẫn không khai ngộ, bèn bỏ lối tu khổ hạnh đến sông Ni Liên Thiền tắm rửa những cấu bẩn tích tụ trên thân nhiều năm, lại tiếp nhận bát sữa bò của nữ thí chủ cúng dường mới khôi phục lại sức lực. Lúc đó hai người trong năm anh em Kiều Trần Như thấy Phật làm như vậy cho rằng Phật sinh tâm thối chuyển, do đó cũng bỏ Phật đi đến vườn Lộc Uyển để tu đạo. Phật một mình đến dưới cội bồ đề trên tòa kim cang ngồi kiết già phát thệ nguyện rằng nếu không thành Phật thì không rời khỏi chỗ này. Ngồi như vậy đến ngày thứ 49 và ngày 8 tháng 12 thấy sao mai mọc mà ngộ đạo, mới thốt ra rằng lành thay, tất cả chúng sinh đều có đủ trí huệ đức tướng của Như Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp trước nên không thể chứng đắc. Khai ngộ rồi, trong 21 ngày nói xong bộ Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, ở tại Điện Phổ Quang Minh, ngồi trên tòa hoa sen tạng sư tử. Phật ở tại Điện Phổ Quang Minh, ở hướng đông nam cây Bồ Đề, nước Ma Kiệt Đề khoảng 3 dặm, eo sông Ni Liên Thiền. Truyền rằng Long Vương thấy Phật ban đầu thành chánh giác, ngồi ở dưới cội Bồ Đề, cho nên vì Phật mà tạo cung điện đó, bèn dùng 7 bóng tạo thành, các phóng quang minh, cho nên gọi là Điện Phổ Quang Minh. Ngồi trên tòa hoa sen tạng sư tử, mà vì các pháp thân đại sĩ diễn nói diệu pháp, diệu ngộ đều viên mãn, hai hạnh đã vĩnh viễn đoạn tuyệt, đạt được pháp vô tướng, trụ ở chỗ Phật trụ, đắc được sự bình đẳng của Phật, đến được chỗ không chướng ngại, bất khả chuyển pháp, sở hành vô ngại, lập bất tư nghỉ, thấy khắp ba đời. Phật có 21 thứ công đức, bây giờ chỉ lược nói 10 thứ công đức dưới đây. 1. Diệu ngộ đều viên mãn. Diệu là không thể nghĩ bàn, ngộ là giác ngộ. Tại sao nói diệu ngộ? Vì
vì sự giác ngộ này siêu hơn đạo lý giác ngộ của một số người là tối cao vô thượng, cho nên gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì giác ngộ đến cực điểm cho nên gọi là mãn. Tóm lại chẳng còn gì có thể giác ngộ nữa, cho nên Phật còn gọi là vô thượng sĩ. Đã đạt được trình độ tự giác viên mãn, giác tha cũng viên mãn, giác hạnh cũng viên mãn, tức cũng là chẳng có gì mà không thấy, cho nên gọi là diệu ngộ đều mãn. Diệu ngộ có thể nói là diệu giác, cũng có thể nói là thiện giác, còn có thể nói là chánh giác. Vì diệu ở trong phạm văn gọi là tô, có ba ý nghĩa, có thể dịch là diệu, cũng có thể dịch là thiện, còn có thể dịch là chánh. Tóm lại danh từ này nói về đức của Phật đầy đủ, trí huệ viên mãn, phước tròn đầy. Đức tướng trí huệ và phước báu của Phật đều viên mãn, cho nên gọi là diệu giác viên mãn. Chín câu dưới đây đều từ diệu giác, đều mãn sinh ra. Diệu giác, diệu mãn là tổng quát ý nghĩa chín câu kia.